Giang hậu vệ như đội tuyển Việt Nam thu nhỏ trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sở hữu các ngôi sao đội tuyển Việt Nam trong hàng thủ Bình Dương. Có thể kể đến như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Võ Minh Trọng. Chưa kể ông còn có các cựu tuyển thủ U23 quốc gia như Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Thanh Nhân hay Nguyễn Hùng Thiện Đức. Võ Minh Trọng hồi phục thần tốc. Bình Dương có thể xem là một trong những đội bóng hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Song song với việc mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về dẫn dắt, đội bóng đất thủ cũng nhanh chóng lấy ba hậu vệ phải chất lượng gồm Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc và Nguyễn Thanh Nhân. Trong đó, Tùng Quốc là hậu vệ phải hay nhất V-League mùa trước khi lọt vào đội hình tiêu biểu. Đấy là chưa kể, nội lực của Bình Dương còn có những hậu vệ và trung vệ chất lượng khác. Đó là Quế Ngọc Hải, trung vệ, Võ Minh Trọng, hậu vệ trái và Nguyễn Hùng Thiện Đức, hậu vệ trái. Nhờ vậy, bộ tứ vệ của Bình Dương có thể xem như một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Ngọc Hải vốn là trung vệ kỳ cựu với hơn 10 năm chơi cho đội tuyển quốc gia. Tấn Tài cũng liên tục góp mặt ở các đợt tập trung của những chiến binh sao vàng. Minh Trọng vốn là cầu thủ thường xuyên xuất hiện ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2023. Ngoài ra, Tùng Quốc, Thanh Nhân, Thiện Đức cũng hiện diện ở cấp độ U23 trong quá khứ. Quế Ngọc Hải là trung vệ kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam. Xoay quanh việc sắp xếp nhân sự ở hàng thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tạo điều kiện để Hồ Tấn Tài chơi ở vị trí trung vệ thay vì hậu vệ phải như còn thi đấu tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ông Tuấn nói, Tài có thể chơi nhiều vị trí trong hàng thủ. Cậu ấy có thể chơi được ở vai trò trung vệ. Hiện tại, Bình Dương có cả Tùng Quốc lẫn Thanh Nhân đá được ở vị trí hậu vệ phải. Vậy nên, tôi kéo Tài vào trung vệ cũng là phù hợp. Trong hiệp 1 ở trận gặp Hà Nội, tôi để Tùng Quốc chơi hậu vệ phải. Sang hiệp 2, vị trí đó thuộc về Thanh Nhân. Còn ở cánh trái, Võ Minh Trọng hồi phục nhanh ngoài sức tưởng tượng. Cậu ấy còn đạt phong độ tốt nữa. Bên cạnh đó, tôi còn có Nguyễn Hùng Thiện Đức chơi ở vai trò này. Vấn đề là tôi sẽ lắp ráp thế nào sao cho phù hợp. Liên quan đến cuộc đua vô địch V-League mùa này, ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh không có đội nào yếu hay mạnh tại V-League. Chẳng có logic về việc sắp xếp đội nào hơn đội nào cả. Chúng ta chẳng thể khẳng định câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ thắng được mười mấy đội khác. Ai cũng có điểm mạnh, yếu riêng. Nam Định lực lượng rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Sông Lam Nghệ An không mạnh. Ở góc độ của tôi, Bình Dương phải tôn trọng mọi đội bóng và có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.